Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2019, mừng đón Noel, Tiến Dũng xin test một đoạn nhạc với bộ men Red Audio model CKI 400S của Mỹ, kết hợp với hai cặp loa bầu 301 series 3. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh đến đây để giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay bây giờ. Trước mắt quý vị là hai mẫu loa bầu 301 series 3, hàng của Mexico, hàng của Ireland. Đây là những dòng loa hàng bãi về từ Mỹ, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Với dòng này thì anh em biết rồi, âm thanh của nó rất tuyệt vời. Đây là mẫu loa bán chạy nhất của thương hiệu Bow mọi thời đại. Loa sử dụng một bát 20cm, màng giấy gân mút, hai loa chép 8cm. Và đây là tổng thể của phần thùng loa. Ở đây tem thông số của cặp loa này, Bow 301 series 3. Dòng này được sản xuất tại Ireland, Made in Ireland, và có cả Made in USA nữa. Chúng đang có các dòng của USA, của Mexico và của Ireland, tất cả giá trị và chất lượng như nhau. Chúng ta sẽ cùng xem clip qua bên đây. Với mẫu loa này, anh em sử dụng trong các không gian tầm 25m2 thì chơi một cặp. Còn với anh em có không gian lớn hơn tầm 40m2 thì anh em sử dụng hai cặp. Và các anh em có không gian lớn hơn nữa, 50-60m2, chúng ta có thể hỗ trợ thêm một loa súc để làm cho âm thanh mềm mạnh mẽ hơn. Tất cả loa vừa về ngày hôm nay zin nguyên bản tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp. Dòng này anh em sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, âm thanh của nó rất tuyệt vời, tiếng bass mềm sâu, trung âm sáng rõ, chơi đa thể loại âm nhạc, sử dụng kết hợp nghe nhạc và hát karaoke. Và ngày hôm nay Dũng đang ghép với chiếc men công suất Red Audio model CKI 400S dòng Professional. Đây là dòng men chuyên dùng, chúng ta sử dụng men này để nghe nhạc và hát karaoke trong gia đình, các không gian này từ trên dưới 50m2. Quý vị có thể ghép vào các dòng loa sạc Queen Vega Bass 40, các dòng loa full sân khấu chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp Bass 40cm, hoặc các dòng loa BMB Bass 25, Bass 30cm đều có thể chơi được hai cặp. Dòng này hàng Mỹ, xuất thị trường châu Âu, điện 230V, công suất ngõ ra 255W trên một kênh 8 ô. Và ngày hôm nay Tiến Dũng đang kết hợp với chiếc vang số Guti KM6FX. Giá của dòng men này chỉ 3.600.000, hàng chính hãng đến từ Trung Quốc. Và với mức giá 3.600.000, Tiến Dũng tặng kèm ngay một bộ dây ba lăng trị giá 400.000, dây của Broen đến từ Ý do Tiến Dũng thi công. Chọn bộ ba thiết bị này chỉ có giá trên 30 triệu, phục vụ cho các không gian gia đình tầm trên dưới 50m2. Âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Và ngày hôm nay Tiến Dũng đang sử dụng với nguồn phát là chiếc đầu giải mã Sony model GA3ES. Với dòng này phân khúc giá rất bình dân, chỉ 5.200.000. Và cái phía dưới đó là Sony GA22ES. Với chiếc 22ES này có mức giá chỉ 9 triệu đồng. Đây là phần tổng thể của hai dòng máy này. Đây là những đầu CD, hay còn gọi là, xin lỗi quý vị, đây là những dòng đầu MD Mini Disc, sử dụng để lấy tín hiệu cáp quang optical từ trên Internet xuống. Kết nối với một chiếc TV Ethernet là chúng ta có thể nghe nhạc mạng, hát karaoke nhạc mạng, giải trí gia đình. Âm thanh của các dòng này rất tuyệt vời. Và các mẫu men công suất, hay còn gọi là cục đẩy công suất, model CKI 400S của Great Audio đến từ Mỹ, thì Dũng đang có 10 bộ như thế này. Tất cả đều còn thông số với tình trạng mới trên 95%. Và bây giờ Tiến Dũng sẽ hát một đoạn để anh em có dịp trải nghiệm với bộ ba thiết bị này. Lượng 1, 2, 3, 4. Với chiếc micro chỉ 900 ngàn trên một cây, hàng của Mango Trung Quốc, dây do Tiến Dũng thi công, dây Pro M của Ý.
lường 1 2 3. Tiếng của nó rất nhẹ và tuyệt vời, và đặc biệt với chiếc vàng số này khả năng chống hú rất tuyệt vời. Anh em có thể nói về cái khả năng chống hú của nó. Lường 1 2 3 4 5 6. Lường Yeah, man.
thanh rất mạnh mẽ và trung thực của bộ ba thiết bị. Chiếc vang số Gutin KM6FX, chiếc men công suất Great Audio Model CKI400S và hai cặp loa bông 301 Series 3. Anh em quan tâm sản phẩm nào xin mời liên hệ trực tiếp cho Tín Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Và cuối cùng Tín Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.